Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn cách livestream lên Facebook từ một cái video có sẵn ở trên máy tính. Trước tiên chúng ta mở cái trình duyệt Facebook ra, mở cửa sổ Facebook, sau đó ta vào trang phát trực tiếp, ta vào phần cài đặt. Thứ nhất là phải đặt chia sẻ trên cái dòng thời gian của mình và đặt là chế độ công khai để nhiều người xem được. Sau đó ta ấn vào chữ dòng chữ camera. Đấy. Ta chọn được cái dòng là khóa luồng. Đấy, ta dùng khóa luồng bởi vì là ta dùng một video có sẵn ở trên máy tính. Đấy. Ta copy cái đường dẫn URL của máy chủ, tức là cái đường dẫn. Và tiếp sau thì ta bật cái phần mềm phát livestream OBS lên. Ta vào phần cài đặt. Vào phần livestream. Bây giờ ta sẽ quay lại. Đấy. Đấy là một cái dòng để ta sẽ phát cái phần cái luồng nó vào. Rồi, giờ ta sẽ quay lại cái cửa sổ của Facebook, ta sao chép cái khóa luồng. Tiếp tục quay lại phần mềm phát trực tiếp OBS. Đấy, ta xóa cái khóa luồng cũ đi. Và ta phát tơ dán cái khóa luồng mới vào và ta ấn xác nhận, đồng ý xác nhận. Rồi tiếp theo ấn vào dấu cộng để ta lấy cái đường dẫn của cái video mình đã lưu sẵn ở trên máy tính, chọn media. Rồi cửa sổ này ta không phải chọn một cái gì cả, ta chỉ cần ấn đồng ý. Cửa sổ này ta ấn chữ lặp lại, tức là video chạy hết thì nó sẽ lặp lại từ đầu. Và ta chọn cái đường dẫn chỉ đến cái video mà ta lưu ở trên CPU PC. Rồi, đây tôi sẽ phát một cái đoạn video này làm ví dụ. Mở và ấn đồng ý. Rồi, trong trường hợp cái video nó không kín được hết màn hình thì ta sẽ kéo. Rồi, ta nhấp chuột vào một góc, ta kéo thì nó sẽ ra đúng cái tỷ lệ đều. Thế trong trường hợp mà cái video cái định dạng nó không đều màn hình, hoặc ta muốn phát một cái theo cái định dạng kiểu như điện thoại, thì ta sẽ ấn vào nút AT ở trên ALT. Đấy, ấn nút ở ALT ở trên bàn phím của máy tính thì ta sẽ kéo được từng cạnh vào để theo cái định dạng của điện thoại. Đấy. Rồi nhưng mà trong trường hợp này thì tôi sẽ để cả màn hình theo cái định dạng 16:9. Rồi bây giờ ta ấn vào phát trực tiếp và đồng ý. Bây giờ quay lại trình duyệt của Facebook, ta chỉ cần đợi, đang đợi. Đấy, hình đã hiện lên. Hiện lên thì ta sẽ ấn vào chữ phát trực tiếp màu xanh ở bên góc trái màn hình. Đợi trong vòng mấy giây thì video của chúng ta sẽ xuất hiện ở trên Facebook. Khi video phát hiện ở trên Facebook thì cũng như là một video phát trực tiếp ta quay bằng điện thoại, cũng như là ta đang ngồi ta nói là ta để quảng cáo bán hàng. Và trên cái giao diện này thì ta có thể vẫn tương tác với khách hàng của mình, có thể nhắn tin. Nhắn tin ở chỗ dòng ta tương tác bằng cách là vận dụng vào cái chỗ bình luận. Giờ ta mở một cái cửa sổ khác để ta kiểm tra xem là cái phát trực tiếp của mình như thế nào. Đấy, một cái tang tab khác, ta mở một cái tab khác ở trên máy tính đã được. Ta tương tác với khách hàng của mình ở trên cái dòng bình luận trạng thái thì có thể là bất cứ một cái gì đó người ta hỏi mà người ta nhắn tin thì mình sẽ cũng
viết bình luận vào đó thì hai bên cùng đọc được. Nếu hoặc là người ta vẫy tay chào mình ở trên cửa sổ của video thì mình cũng nhấp chuột và vẫy tay chào lại được. Thế và muốn trao đổi nói bằng giọng nói, dĩ nhiên là người ta không nói được mình, nhưng mình có thể vẫn nói để người ta nghe được qua micro. Với trường hợp này ta phát trực tiếp như thế này thì rất là thuận tiện cho người bán hàng, bởi vì ta sẽ làm sẵn một cái video theo ưng ý của mình. Sau đó thì ta phát theo giờ. Các bạn lưu ý là đã là livestream bán hàng thì ta sẽ phát theo giờ nhé. Và trong cái cửa sổ này ta vẫn có thể là tổ chức một cái buổi xem chung ở trên cái nhóm nào đó được. Đấy. Rồi, tôi ví dụ là như vậy nhé. Trong buổi xem chung đấy, này, bây giờ mình có thể kiểm tra là mở một cái tab khác để kiểm tra xem những cái mình phát xem chung đấy thì mọi người có xem được không? Hoàn toàn là xem được. Chữ màu đỏ hiện lên đấy là một video phát trực tiếp. Và số lượng người tương tác với mình đang xem video thì cũng hiện trên màn hình, cũng như là ta phát livestream ở trên điện thoại. Rất là thuận tiện phải không các bạn? Rồi các bạn xem video mà cảm thấy hữu ích thì đăng ký và chia sẻ video của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.